chúng mình chào khán giả người Việt TV sau đây xin mời quý vị theo dõi phần điểm tin trong ngày 1 tháng Giêng năm 2020 ngày đầu năm của năm mới xin chúc mừng năm mới tất cả quý vị và thưa quý vị tin đầu tiên là liên quan đến tổng thống Donald Trump và cựu tổng thống Barack Obama thì vào thường thường vào cuối năm cái cơ quan thăm dò dư luận Gallup nổi tiếng của Mỹ họ thường làm cái thăm dò bắt đầu từ năm 1948 tới giờ năm 1948 bây giờ hỏi coi người Mỹ người nào mà được quý vị gọi là dân Mỹ gọi là ngưỡng mộ nhất kính trọng nhất thì năm vừa rồi tổng thống cựu tổng thống Barack Obama và tổng thống Trump hòa nhau hà hòa nhau hai người trở thành là uh, người đàn ông được uh, cư dân Mỹ gọi là kính trọng nhất ngưỡng mộ nhất là và cuộc thăm dò là bắt đầu được làm từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 uh, như vậy là mà hai người này cũng được sự ủng hộ theo đảng phái luôn về bên phía ông Obama thì 41% ủng hộ ông bên phía cộng hòa thì 45% ủng hộ ông Uh, có rất ít cộng hòa uh, chọn ông Obama và cũng rất ít cộng uh, dân chủ chọn ông Obama điều cũng dễ hiểu thôi. Trong khi người cử tri độc lập thì chia đều cho cả hai ông. Uh, sau ông Obama và ông Donald Trump thì tất cả những người còn lại không ai đạt được hơn 20 không ai đạt được hơn 2% của số người được hỏi. Uh, trong số những người 10 uh, người mà top 10 này thì ngoài ông Obama và ông Trump ra thì những người kế tiếp gồm có ông Jimmy Carter cựu tổng thống Mỹ. Uh, doanh gia Elon Musk của hãng Tesla, uh, sáng lập viên Microsoft là ông Bill Gates, rồi đức giáo hoàng Francis, thượng nghệ sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont, dân biểu Adam Schiff của tiểu bang California, đức Lật Lai Lạt Ma và nhà đầu tư Warren Buffet. Uh, 11% người Mỹ uh, trong khi đó cũng có 11% người Mỹ là chọn bà con của mình hoặc bạn bè là người họ kính trọng nhất. 18% chọn những người đang sống mà 25% chọn những người mà họ không thể đưa tên những người đó không còn sống nữa. Thì thường thường thưa quý vị, các các vị tổng thống mà đương nhiệm thường thường lại được người dân Mỹ kính trọng nhiều và điều này nó cũng không có gì gọi là lạ lùng Và luôn luôn những người này có lợi thế. Và nhưng mà tính ra trong những cái người mà được những cái mà từ trước giờ viện Gallup họ làm được nhiều nhất đó, thì là tổng thống Obama và tổng thống Eisenhower, à uh, Eisenhower là hai người ngang bằng với nhau được 12 lần, coi như kỷ lục đó. Mỗi người được uh, coi như là trong đó um, cả hai người đều được uh, chọn là người đàn ông được người người đàn ông kính trọng nhất trong 8 năm lúc họ làm tổng thống cộng thêm với uh, 4 năm nữa uh, sau khi mà họ rời cái chức vụ đó là cái um, à uh, họ được uh, chọn như vậy về phía nữ thưa quý vị à cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama lại được chọn là phụ nữ được kính trọng nhất và bà là người duy nhất người siêu vụ phụ nữ duy nhất được ủng hộ với mức độ là hai uh, chỉ số từ double digit number tức từ 10% trở lên và đây là lần thứ nhì trong 2 năm bà được chọn là phụ nữ được kính trọng nhất thì cái này cũng thường thôi Đường thường là những cái cụ đệ nhất phu nhân theo về tính, tính lịch sử thì họ thường là làm được um, người ta chọn là cái người phụ nữ được kính trọng nhất ở như vậy là bà Michelle Obama là được tổng cộng là 6 lần như vậy là có lần đầu tiên một cựu đệ nhất phu nhân được 6 lần cái 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 cái, 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 coi như là cái lựa chọn này cái cái tài này cùng với các cụ uh, đệ nhất phu nhân khác như bà Eleanor Roosevelt từ năm 48 năm 50 và năm 52 năm 61 bà Jacqueline Kennedy từ năm 63 năm 66 bà Mami Eisenhower từ năm 69 đến năm 70, bà Betty Ford năm 78 và bà Hillary Clinton từ năm 2002 tới năm 2017. Um, như vậy là có 10% ủng hộ bà Michelle Obama. Mặc dù đây con số double digit number nhưng mà con số này giảm bởi năm ngoái bà được tới 15% lận. Thì uh, đó cũng là một cây uh, cây đặc biệt và năm nay bà lương kim đại nhất phu nhân Melania Trump về hạng nhì chỉ được có 5% mà thôi cùng với bà với nghệ sĩ Oprah Winfrey, bà Clinton và cô Greta Thunberg là người nhà hoạt động môi trường ở Thụy đến là những người này được 3% và số còn lại trong số top ten là gồm có nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh, chủ tịch hạ viện của Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi, thẩm phán tối cao pháp viện bà Ruth Bader Ginsburg Uh, thượng nghị sĩ uh, uh, tiểu bang Massachusetts bà Elizabeth Warren, thủ tướng của Đức bà Angela Merkel và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Uh. Liên quan đến vụ uh, chất phế tổng thống Donald Trump thì thưa quý vị, hôm tuần trước uh, đã có một phụ nữ như thượng nghị sĩ là bà Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska. Uh, bà không hài lòng cái chuyện là thượng nghị sĩ Miss McConnell. Uh, của tiểu bang Kentucky ông là thượng uh, trưởng khối đa số thượng viện, thì ông tính là tha bổng cho tổng thống Trump rất là nhanh và không cần kêu nhân chứng ra. thì hôm tuần trước bà Mỹ Lizama bà không đồng ý và bảo là trong một cuộc điều trần uh, sự vậy phải có nhân chứng. thế thì bây giờ ngày hôm nay hôm thứ ba vừa rồi lại có thêm một thượng nghị sĩ nước đảng cộng hòa đó là bà Susan Collins, bà này của tiểu bang Maine, bà này cũng nói là bà để ngỏ khả năng là có thể kêu nhân chứng ra à, Tức là bà này nhẹ hơn bà Mukowski Chứ bà Mukavsky nói là phải có Còn bà này thì nói là tôi để ngỏ khả năng đó Thì cái này đúng dự đoán của tôi tuần trước tôi có đưa các bản tin này cho quý vị Khi bà mới gặp mà Mukowski, bà nói như thế Thường thường bà sẽ kéo theo bà Suyên Colin Và có thể luôn cả Mitt Romney Cũng thường nghị sĩ của tiểu bang Utah Ba người này mà nếu đòi đưa nhân chứng ra mà họ cùng với bên dân chủ là bốn bảy người thì lúc đó người quyết định có kêu nhân chứng này không Thì lại là ông Ron Robert Chủ tịch tối cao học viện Sẽ là người chủ tọa phiên tòa chất phế tổng thống Donald Trump ở tại thư viện Thì nếu có đủ 51 phiếu đó Thì bắt buộc phải có một người ra điều trần Có thể đó là hai người mà bên phía dân chủ đang muốn Đó là ông Mick Mulvaney Quyền tránh văn phòng tòa cả ốc Và ông John Bolton Cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Donald Trump À, thì đó là những cái trường hợp thì như tôi nói là nếu cái này mà bà Nancy và Lucy bà cứ để càng kéo dài ra lâu thì có thể sẽ càng có nhiều thượng nghị sĩ họ muốn là phải có một cái gì đó bởi vì á bên phía bà Nancy Pelosi của dân chủ đó đang muốn là bên ông Mitch McConnell phải cho họ biết là quý vị sẽ xử như thế nào chứ không phải chỉ tha tội nghĩa là tha bỏng một cách dễ dàng như vậy là khi chúng tôi biết thì chúng tôi mới đưa cái luận tội qua để cho quý vị cho thấy còn không tôi cứ ngâm tôm hoài đó là cái tình trạng hiện nay Ờ, vào ngày đầu năm nay thì thưa quý vị à, thống đốc tiểu bang Illinois là ông J. P. Pritzker của đảng dân chủ đã thông báo cho biết là ông ân xá cho 11.000 người bị tội nhẹ dính đến ma túy <laughs> ở tiểu bang này tiểu bang Illinois có tới 116.000 người bị kết tội vì đã mang trên 30 gram hoặc ít hơn cái số cần sa khi họ bị bắt mang trong người thì theo luật cũ đó, đó là bị bắt Bây giờ theo luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng giêng 2020 thì những người nào mang dư 30 g trở xuống thì không bị phạm tội thì bây giờ ông phải tháo bổng, phải ân xá cho mấy người này bởi vì đã, đã kết tội rồi mà. Thì 11.000 người này thì 11.000 người này sẽ được các cai tù các trại tù thông báo cho biết và làm hồ sơ. Làm hồ sơ xong phải đưa lên cho ông thống đốc, ông thống đốc mới ký ân xá nữa là có cái thủ tục nữa thì cũng mất chắc cũng vài vài tháng. Nhưng mà đây là 11.000 người mà họ cho là phạm tội nhẹ bây giờ phạm tội cái tí xíu cần sa mà bây giờ lại lại lại, lại, lại nhốt tù thế tốn 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 cơm quá và lại Illinois vừa rồi họ đã thông qua luật và bắt đầu một tháng riêng này họ trở thành cái tiểu bang thứ 11 của Mỹ là hợp thức hóa vấn đề cần sa thành ra đó là những cái điều mà may mắn cho những người bên những người mà bị tù ở bên Illinois liên quan đến vấn đề ma túy nó bị ít thì ông biết xưa ông nói như này là chúng ta chấm dứt 50 năm chiến tranh đối với cần sa và chúng ta bây giờ phải phục hồi lại cái quyền của hàng chục ngàn người Illinois. Những người này đã coi như theo cái luật mới này không còn bị tội nữa. Và đó là lý do tại sao tôi phải ân xá mới người này. <laughs> Liên quan đến cái vụ nổ súng vào ngày 17 tháng 11 năm ngoái ở tại thành phố Fresno làm cho bốn người Lào bị chết trong một buổi tiệc. Chúng ta biết rồi, tin cảnh sát cho biết là ngày hôm đó có một nhóm người bắn súng, nhóm này bốn người chết là Cao Song 38 tuổi. Shaili, 23 tuổi, Phia Văn, 31 tuổi và Kala Sang Thao, 40 tuổi. Thì à, hôm thứ Ba vừa rồi, ông Andy Ho, cảnh sát trưởng thành phố Fresno, họp báo cho biết là họ đã bắt được 6 nghi can có dính dáng vụ này. Và 6 nghi can này là thành viên của một nhóm băng đảng tên là Mongolian Boy Society. Theo ông Ho cho biết, cái vụ tấn công vào ngày 17 tháng 11 là để trả đũa cho cái nhóm gọi là Asian Crips Gang. À. Cái nhóm này trước đó theo tố cáo là trước đó 16 giờ đồng hồ đã bắn chết một thành viên của nhóm liền Boy Society cho nên nhóm này mới tới đó cái bữa tiệc của cái nhóm mà Asian Crip này để mà trả thù. Đó. Thì cảnh sát cho biết là những người này đó đã, đã xả súng vào và cái chuyện nó xảy ra vào cái năm mới của người Hồng Mông, người Lào. Nó vào, vào tháng 11. Thì cảnh sát sau đó thì không thể nào tìm được cả bắt đầu họ bắt điều tra. Thì có một người trong cái nhóm... Uh, uh, bị uh, trong cái nhóm mà mồm liều bị bắt đó, vào hôm 17 tháng 12 thì người này mới khai ra à, xong trong lúc mà bị bắt đó người ta mới tự thu cái súng. Mà cây súng này á, theo cái súng này và cái đạn mà thu tại hiện trường nó là một, à, Tức là cây súng đó là cây súng mà có dính dáng trong vụ án đó. Thì họ mới bắt cái người này, họ tịch thu cái súng và hai băng đạn, mỗi băng đạn là 30 viên. Rồi họ tiếp tục họ theo dõi nữa, đó và sau đó họ xin được 19 cái trát tòa của tòa án và họ đi bắt một số người thành phố Fresno và thành phố Visalia ở phía bắc đó và họ đến 40 nhà tất cả thì cuối cùng họ tịch thu được 13 khẩu súng Đã. rồi thấy họ mới tìm thêm được một số nhân chứng và một số bằng chứng mà cuối cùng họ bắt và như vậy là họ bắt 6 người này tên là Billy Sean 25 tuổi, Johnny Sean 25 tuổi, Anthony Monty 27 tuổi, hai mươi 26 tuổi, Paul Vang 30 tuổi, Giovanni de cao 19 tuổi à, tất cả những người này đang bị điều tra và nếu mà bị phạm tội họ có thể bị truy tố 4 tội giết người 12 tội dự mưu dự giết người và một tội âm mưu giết người và những 6 người này đang bị giữ với số tiền thế chân được đưa ra là 11 triệu đô la Thì đây là cái vụ bắn mà gây chấn động cộng đồng người Lào không phải chỉ ở California không ở khắp Hoa Kỳ nhất là những cái người này là họ có truyền thống là à, cũng hay sử dụng vũ khí và đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày đầu năm một tây tháng riêng năm 2020 gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin lại quý vị và xin kỳ tới.